cáo với quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2017, tức là ngày 24 Tết, và chúng tôi đang nhanh chóng tập trung vào hoàn thiện hai bộ trường kỷ gỗ lim hạng nhất, hay còn gọi là mã TK2. Thì chúng tôi đang hoàn thiện hai bộ này theo yêu cầu của khách hàng bác ở An Lão, Hải Phòng, đối với số điện thoại là 0902. Và báo quý vị là đây là đang làm dở dang thôi, nhưng mà nó lên long lanh và đẹp như thế này rồi. Ở lưng chúng tôi là được trồng cúc cúc mai, ở giữa là hồng chĩ, được vô cùng nét và được hai mặt như nhau luôn. Và toàn bộ đây là được đánh trần, đánh xi lên nguyên màu mật ong, thì đây không có xử lý cái màu nào bên ngoài vào cả, trong vắt vân vân luôn, và tất cả các chỗ đều được sờ trơn tuột. Và đây là về đang đánh giáp và đang thổi, để thổi sạch trước khi ngồi cắt lót. Và bác già vẫn cần vẫn chọc lỗ, cẩn thận Sơn ơi. Quật cả cái trong gầm đấy cho nó sạch nhá. Trong gầm quật cho sạch sẽ nhá. Dùng hay quật hay gì đấy cho nó sạch nhá. Đây là 24 Tết rồi nhưng mà vẫn có khách yêu cầu, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tự làm để kiếm thêm cái nồi bánh chưng nữa. Và báo cáo quý vị là ở trong kho vẫn đang còn chục bộ và đang làm dở dang 10 bộ nữa. Có thể nói là trường kỷ gỗ lim là một cái mặt hàng có tiếng của đồ gỗ Đức Hiền, cho chúng tôi được rất nhiều người ủng hộ và tôi đã làm rất nhiều, và bao giờ cũng là phương thức là đánh trần nguyên màu mật ong của gỗ. Và cái màu sau khi chúng tôi đã để lâu trong kho, gỗ nó xuống màu thì lúc nó lên màu nó tuyệt đẹp hơn. Đây tôi trở lại vào quý vị xem cái màu. Cái lúc mà vừa mới làm xong á. Cái này thì chiên vàng sao được. Vừa làm xong thì nó chưa bao giờ có màu này. Đây là chúng tôi đã để nhiều tháng ở trong kho rồi. Và gỗ nó xuống màu rồi thì nó được cái màu mật ong như thế này. Mẹ đi ra cơm này mẹ. Ăn ở nhà đi. Mẹ ăn đây được sao? Ui.